Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì như các bạn cũng đã biết, trong sáng hôm nay Vũ và Văn Ngọc cũng đã nộp đơn lên Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành quận 12 tố cáo bà Văn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì sau đó hai cha con cũng đã đến căn nhà trên đường Hiệp Thành quận 12 gặp và đối chất chủ nhà để làm rõ cái căn nhà này đã được bà Văn bán hay là đang cho thuê. Thực sự có những cái tình tiết rất là gay cấn mà Mười Khói TV sẽ cập nhật và phân tích cho các bạn nghe ngay lúc bây giờ. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Trong khoảng 8 giờ sáng hôm nay thì Vũ cùng với bà Ngọc cũng đã cầm theo cái đơn tố cáo bà Văn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nộp Ủy ban dân phường Hiệp Thành quận 12. Và sau đó thì cán bộ Ủy ban dân phường cũng đã tiếp nhận cái đơn này các bạn. Sau đó thì một cán bộ tư pháp đã hướng dẫn Vũ về làm thêm một cái đơn là xác minh cái bản di chúc mà ông bà nội để lại cái căn nhà trên đường Hiệp Thành quận 12 cho Vũ. Nếu như mà làm xong cái đơn á thì nộp lại ban dân phường thì cán bộ phường sẽ xác minh cái đơn này xem thử là có xác thực hay không. Nếu như mà cái đơn mà cái bản di chúc này hoàn toàn chính xác thì Vũ và bà Ngọc cũng sẽ yêu cầu luật sư làm tiếp một cái đơn kiện bà Văn ra tòa án nhân dân quận 12 về hành vi lừa đảo bán căn nhà trên các bạn. Đó. Nói chung thì cái buổi làm việc tại Ủy ban dân phường thì rất là thuận lợi thôi, chứ không có cái gì mà trục trặc hết. Cán bộ phường cũng hỗ trợ Vũ và bà Ngọc giải quyết hồ sơ một cách rất là nhanh chóng, chứ không phải chờ đợi lâu nha. Thì sau khi mà nộp cái tờ đơn lên Ủy ban nhân dân phường rồi á thì hai cha con mới bàn tính cái chuyện là tiếp tục đến cái căn nhà trên phường Hiệp Thành quận 12 để gặp trực tiếp chủ nhà, người đang thuê hay là mua căn nhà của Vũ các bạn, để xác định là người này là mua nhà hay là thuê nhà từ bà Văn. Vũ và bà Ngọc cũng đã trực tiếp đến tại căn nhà này và gặp chủ nhà. Đó, thì qua trao đổi thì anh chủ nhà này ảnh mới xuất hiện các bạn. Ảnh mới nói là cái căn nhà này đã mua đứt từ bà Văn rồi nha, một người tên Văn. Thì sau đó thì hai cha con cũng có chuẩn bị một cái tờ băng rôn và căng trước cái cửa căn nhà này. Vũ có viết một cái tờ đó là nhà này là ông bà nội để lại cho tôi. Bà Văn yêu cầu bà Văn trả nhà lại cho Vũ. Cái băng rôn này căng ra các bạn, nói chung là thấy vụ việc thì rất là nhiều người dân hiếu kỳ á, tập trung và theo dõi khiến giao thông của khu vực cũng bị ùn tắc rất là nhiều đó, gây nên cảnh thực sự cũng khá là lộn xộn và hỗn loạn tại khu vực này. Thì trước cái tình cảnh này thì bà Văn thì bà cũng không xuất hiện luôn các bạn, nói chung là bà trốn mất dạng luôn. Trong các ngày mà vợ Vũ nộp đơn như thế này với lại đến trực tiếp căn nhà này để chất vấn chủ nhà thì cái bà Văn này bà cũng trốn chui trốn nhủi và bà cũng không xuất hiện luôn. Thì trước cái tình thế trên, không biết là ai báo công an hay là công an địa phương xem camera trên đường và biết gì đó, thì công an phường cũng đã đến và đưa Vũ, bà Ngọc cùng với các anh chủ nhà đến ủy ban, đến công an phường để làm rõ vụ việc các bạn. Thì tại đây thì bà Ngọc cũng giải thích rõ với cán bộ công an về cái hành vi mà lừa đảo bán nhà của Vũ từ bà Văn. Đó, thì công an mình nghĩ là chắc chắn cũng sẽ tiếp nhận được cái đơn này rồi. Sau khi làm việc với công an xong thì căn nhà trên đường Hiệp Thành quận 12 cũng trở lại bình thường các bạn. Nói chung là mọi người cũng giải tán hết đi. Đó, hiện tại rất là nhiều người trên mạng xã hội rồi bình luận là yêu cầu chủ nhà hãy trả nhà cho Vũ đi, yêu cầu trả nhà ngay lập tức, không được chiếm giữ nhà của Vũ một cách trái phép. Đó, mình cũng xin giải thích cho các bạn nghe như thế này nè. Có nghĩa là trước đây khi mà Vũ, ba mẹ cùng với ông bà nội của Vũ mất đi hết á, thì bà Văn này bà mới làm cái giấy tờ giả hay làm cái giấy tờ gì đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà bà xác minh bà chính là chủ nhân của cái căn nhà này và bà rao bán. Thì có một người nào đó mua các bạn, thì họ thấy cái giá rẻ thì họ mua thôi, và thấy cái giấy tờ nghi là bà Văn này là chủ của căn nhà thì họ mua thôi, chứ cũng đâu có biết cái sự thật của căn nhà này như thế nào đâu. Họ cũng là nạn nhân thôi các bạn. Nên mình nghĩ bây giờ nếu như mà Vũ là nạn nhân tội 10 lần thì cái người mua nhà này cũng họ cũng tội nghiệp cũng 8-9 lần các bạn. Nói chung là người mua nhà cùng với Vũ là nạn nhân hết. Mà cái bây giờ cần phải điều tra cho rõ là phải lôi bà Văn này ra ánh sáng, lôi bà Văn này vào cục. Chính bà ta là thủ phạm và tất cả những người
còn lại như là Vũ này, ba Ngọc hoặc là người mua căn nhà đó đều là nạn nhân hết nha mọi người. Mọi người nên nên nhớ kỹ một điều này như vậy nha. Tại vì khi bà Vân này á, bà làm cái giấy tờ cái căn nhà quá không biết bằng cách nào đó mà bà thuyết phục được cái người mua rằng cái căn nhà này là của bà, và người mua thì hợp pháp nha, chứ không có mà lừa đảo gì hết, thì cái người mua họ mới tin tưởng lời bà Vân, tin tưởng lời bà Vân mà mới xuống tiền và mua cái căn nhà này. Thì bây giờ họ mới tá hỏa ra, họ mới phát hiện cái căn nhà này đang tranh chấp giữa bà cô Vân và thằng Vũ, và họ giống như là một người ở giữa các bạn, có nghĩa là trâu với bò húc nhau, còn họ chỉ là con ruồi con mũi ở trên lưng con trâu con bò các bạn. Nghĩa là trâu bò húc nhau ruồi mũi chết á, thì không biết họ ở trong căn nhà đó, người mua căn nhà đó đang ở trong căn nhà đó, mình nghĩ cũng đang rất là phập phồng lo lắng vì không biết trong thời gian tới thì pháp lý cái căn nhà sẽ như thế nào, và tòa án xử kiện thì ai thắng ai thua, rồi họ có bị mất nhà hay không, rồi bà Vân có trả tiền lại cho cái người mua nhà hay không, đó mình chưa biết. Nói chung cái người mà mua căn nhà đó bây giờ họ cũng rất là khổ sở, cho họ không có sung sướng gì đâu các bạn. Nên á, mình cũng hy vọng là mọi người cũng đừng công kích hay là tìm cách khủng bố cái căn nhà đó làm gì, cũng tội người ta các bạn. Các bạn biết không, cái căn nhà đó bà Vân bà bán khoảng 5 tỷ đồng, nhưng mà 5 tỷ đồng thực sự cái con số rất là lớn các bạn. Có nhiều người họ đi làm công nhân hay là buôn bán này kia, họ tích góp có mấy chục năm hay là cả đời họ chưa được 5 tỷ các bạn. Mà nói chung là cái người mua căn nhà đó, nói chung họ cũng tội, họ cũng là nạn nhân thôi chứ không có gì hết. Bây giờ cái người mà độc ác, cái người mà khốn nạn nhất phải nói là cái bà cô ruột này nè, nghĩa là bà Vân này nè. Đó chính là bà ta. Bà ta không biết là cái thời điểm mà bà rao bán căn nhà của anh Vũ thì không biết bà có rơi vào hoàn cảnh là túng thiếu hay là nợ nần gì không. Nhưng mà mình nghĩ là bà cuộc sống của bà cũng khá giả chứ không có túng thiếu gì. Mà bà bán căn nhà của anh Vũ xuất phát từ cái lòng tham của bà các bạn. Bà thấy cái thằng nhỏ vừa mất đi người thân là mất đi gia đình này kia đó, thì thằng nhỏ bơ vơ, thì bà thấy cái căn nhà này nó ngon, nó có giá trị và nó dễ lừa bán quá, nên nó bả dùng cái mưu kế của bả, cái con đàn bà khốn nạn này, nó dùng cái mưu kế và nó dụ ra khỏi nhà, rồi nó làm giả giấy tờ gì đó rồi nó bán đi, rồi cái số tiền mà nó bán được thì cũng qua bóng năm bây giờ cũng hết rồi, tại vì nó quen cái thằng bồ nhí các bạn. Mà các bạn biết rồi, cái thứ đàn bà mà có đang có chồng mà bỏ mà lén lút quan hệ với bồ nhí này kia thì cái loại đó là không ra gì mọi người. Còn cái thằng mà đánh với bà ta thì mình nghĩ là cũng không có vì cái tình cảm gì đâu, chỉ yếu là vì cái tiền bạc thôi các bạn. Nó thấy bà Vân này có tiền nè, rồi sau khi mà bán căn nhà của anh Vũ có mấy tỷ nữa thì cái thằng bồ nhí nè nó mới bấm riết bà ta và nó ăn lấy cái số tiền đó. Thì mình nghĩ là bây giờ cái số tiền đó là cũng gần hết rồi chứ không còn nhiều đâu các bạn. Mà cái lúc mà bà bán nhà thì bà không có ngờ rằng là cái căn nhà này ông bà nội trước khi mất có để lại một cái tờ giấy chúc cho thằng Vũ, mà được giữ rất là cẩn thận từ phía mẹ của Vũ. Sau khi bà bán căn nhà mấy năm mà cái số tiền bây giờ bà ăn cũng gần hết rồi, bây giờ bà mới tá hỏa khi lộ ra cái thông tin là thằng Vũ có bản giấy chúc của ông bà nội để lại, cũng như là cái giấy tờ nhà các bạn. Thì bây giờ thì con mẹ Vân này á, con mẹ Vân bây giờ nó khốn nạn quá rồi. Nó bây giờ nó trốn chui trốn nhủi, các bạn thấy không? Những ngày qua nó đâu có xuất hiện trên cộng đồng mạng hay là gì đâu. Mà nó âm thầm như vậy. Vừa lúc nó lên mạng xã hội nó nói này nó kia, rồi nó nói thách thằng Vũ đi kiện, rồi thách tụi bay làm gì thì nó, rồi con rồi bả cho thêm tiền để đi kiện các bạn. Nói chung mà nói anh Vũ là dù có kiện cách nào đi chăng nữa cũng không có lái lại được căn nhà đâu. Mình nghĩ là cái bà này á, bà bây giờ bà có nhiều tài sản, bà đem bà chuyển nhượng, bà sang tên cho người kha ta hết các bạn, giống như là cho con bà là ai đó, bà biếu hay là bà cho hay là bà tặng gì đó. Nên khi mà trong thời gian tới đây nếu như mà kiện ra tòa thì bà ta sẽ được cơ quan chức năng xác minh là có đang sở hữu cái tài sản gì không, thì bà ta sẽ lộ ra cái thông tin là trắng tay và vô sản các bạn. Thì đến bây giờ là bà chấp nhận chịu ở tù thôi. Còn cái tài sản của ông Vũ á,
thì vô Vũ thắng kiện nhưng mà không biết lấy cái gì để hoàn trả các bạn, không 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 biết lấy cái gì lấy tài sản gì của bà Vân để bồi thường cho thằng Vũ các bạn. Nói chung là nó tội thằng nhỏ như vậy. Có một cái yếu tố nữa là mình nghĩ là cơ quan chức năng sẽ lật ngược lại cái tình thế, đó là khi mà bán căn nhà thì cái căn nhà này là chưa có sổ hồng, mà bà Vân bả làm giấy để bán căn nhà này cũng là giả luôn, nên cơ quan chức năng sẽ xem xét về cái giấy tờ mà mua bán này. Nếu như mà có dấu hiệu giả mạo giấy tờ thì cái hợp đồng mua bán này cũng sẽ bị hủy các bạn. Đó, có nghĩa là bà Vân bả bán căn nhà này bờ được 5 tỷ thì bà phải trả lại 5 tỷ cho cái người mua, và người mua sẽ trả lại nhà cho bà Vân. Tuy nhiên có một cái điều mà mình lo lắng như thế này nè, mình sợ là cái căn nhà này đã bán qua 3 đến 4 đời chủ các bạn. Mà nếu như mà giống như là người A bán cho người B, người B bán cho người C, người C bán cho người D, mà bây giờ là người B với người C họ già quá, họ mất đi đó, họ chết hay là họ bỏ đi nước ngoài hay là đi đâu đó, thì cái việc mà giải quyết thủ tục hoàn trả lại căn nhà thực sự rất là cam go nha mọi người. Nhưng mà mình hy vọng là có một phép màu, đó là cái căn nhà này sẽ những người mua sẽ còn sống đó nha mọi người, còn ở thành phố Hồ Chí Minh là ở trong nước Việt Nam gì đó, thì bắt buộc mọi người phải hoàn trả số tiền cho nhau đó. Mà có khổ cái là bà Văn bây giờ bà không biết là bà còn tiền không nè, còn cái tài sản của bà mình nghi là bà cũng đang tẩu tán hết rồi các bạn, bà đem bà sang nhượng cho người ta hết rồi. Mà khi mà cái hoàn cảnh này mới biết rõ lòng người các bạn, cái thằng bồ nhí của bà Văn á thì quen bà Văn này trong suốt mấy năm qua, khi mà đụng chuyện như thế này thì mình nghe cái thông tin là cái thằng này nó cũng đã quay xe rồi nha mọi người, quay xe để tránh liên lụy trong thời gian tới đó đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái thằng này nó quay xe cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn liên lụy, tại vì á cái thời điểm mà bà Văn bả lừa bả bán căn nhà của anh Vũ á, là bà Văn là bả quen cái thằng này rồi, thì cơ quan điều tra sẽ triệu tập cái thằng này và xác định là thằng này có là đồng phạm hay không, nó có giúp sức bà Văn trong việc làm giả giấy tờ để bán căn nhà của anh Vũ hay là không. Rồi sau khi mà bán căn nhà mà lấy vài tỷ đồng á thì cái thằng này có trực tiếp là sử dụng cái số tiền này hay không đó. Có nghĩa nếu như cái thằng này mà trực tiếp sử dụng á thì nó sẽ bị ghép vào cái tội là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và có nha mọi người, thì cái hành vi này cũng ghép vào một cái tội hình sự đó đó. Nói chung là cái thằng này đó sự khanh và bây giờ nó quay xe rồi, mình nghĩ là khi cơ quan triệu tập lên á thì nó cũng sẽ khai sạch về những hành vi dối trá của bà Văn này các bạn. Tại vì á nếu như mà không khai á thì nó sẽ bị tội đồng lõa, như là bố bà Văn cũng như là không thành khẩn khai báo, thì mất lúc đó thì cái tội mức án của nó sẽ có thể tăng cao hơn. Còn có bà Văn bây giờ thì bà giống như là chó điên rồi, bà ở đường cùng rồi, bây giờ thì bà cứ trốn chui trốn nhủi và âm thầm chờ đợi cơ quan chức năng triệu tập lên để lấy lời khai làm việc cũng như là chấp nhận chịu tội các bạn. Nói chung là cái bà này là bây giờ là bà chỉ còn con đường đó thôi, hoặc là trong lúc mà cơ quan điều tra là chưa có giấy triệu tập bà thì bà có thể trốn ra nước ngoài hay là vượt biên gì đó các bạn. Tuy nhiên cái việc vượt biên ra nước ngoài á thì khi mà nếu như bị cơ quan chức năng bắt lại á thì cái tội của bà cũng cũng nặng thêm đó. Còn nếu như bà vượt biên luôn á thì bà xác định là một đi không trở lại các bạn. Trong cái thời điểm bây giờ thì mình nghĩ là Vũ và bà Ngọc khi mà đi đứng ra đường á thì cũng nên hết sức là cẩn thận, tại vì đây là cái giai đoạn rất là nhạy cảm, không biết là bà ta bỏ dùng cái thủ đoạn gì. Nếu như mà có bà Văn bà lưu manh á thì bà có thể mướn giang hồ hay là này kia và hãm hại Vũ và bà Ngọc để kéo dài cái thời gian vụ án các bạn đó. Nên Vũ và bà Ngọc cũng hết sức cẩn thận nha, tại vì trước đây bà Văn cũng đã thuê giang hồ và đến gõ cửa phòng của Vũ một lần rồi. Nói chung tóm lại thì người mua căn nhà của Vũ thì họ cũng rất là tội nghiệp thôi, chứ họ không có mà có hành vi lừa đảo gì đâu các bạn, chỉ vì họ quá tin tưởng bà Văn đi, họ tin tưởng bà này là mua bán nhà hợp pháp, là một người thật thà thì họ mới xuống tiền họ mua. Mà các bạn biết rồi,
cái số tiền 5 tỷ đồng để mua căn nhà thì đâu có phải là nhỏ đâu. Có khi họ mua căn nhà này họ phải đi thuê, đi vay, đi mượn đủ ngân hàng, xã hội đen hay là người thân gì rất là nhiều các bạn. Mà bây giờ mà rơi vào hoàn cảnh như vậy thì họ cũng thực sự rất là khó xử. Còn Vũ á, Vũ nói chung là nhà của em thì em phải đòi lại thôi. Thì đó là điều chắc chắn không phải bằng cãi. Tuy nhiên cái người mua thì họ cũng bây giờ cũng rất là khổ tâm. Và họ không biết là sắp tới mất nhà như thế nào. Tất cả là do cái con Văn này, cái bà Văn này, bà ta là chủ mưu. Nói chung là bà ta quá mất dạy các bạn. Chỉ vì bà ta thơm tiền mà lừa bán căn nhà, bây giờ nó lôi ra một đống vụ việc và một đống người bị ảnh hưởng các bạn. Thay vì thấy em Vũ mồ côi thì hãy ra tay giúp đỡ đi. Trong khi bà ta bả lừa luôn Vũ và bán căn nhà trên. Rồi thằng nhỏ làm bao nhiêu tiền thì bả cũng gom sạch, bả lấy tiền bả nuôi bồ nhí rồi hết rân luôn. Nói chung là con mẹ này là không còn chỗ nào nói nữa các bạn. Nên mình hy vọng là qua cái clip này mọi người cũng sẽ hiểu được cái câu chuyện. Và hãy thông cảm cho cái người mua nha. Đừng nên tấn công họ và đừng nên dồn họ vào đường cùng nha. Tại vì họ cũng là nạn nhân thôi. Mình Khói TV xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có tin gì mới thì Mình Khói TV sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem. Mình Khói TV xin cảm ơn.